Trần các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cái máy sưởi oxy VS248. À, công suất là 3W. Máy hỏi oxy 1 dòi. Ok, giờ mình sẽ thu thập cho các bạn xem nha. VS348 1 dòi. Máy oxy 1 vòi, nhựa trong màu xanh, nhìn cực kỳ đẹp. Bên hông các bạn sẽ thấy có một cái công tắc nhỏ. Cái công tắc này dùng để bật cái độ mạnh yếu của cái máy oxy của mình. Giờ mình sẽ test thử cái máy oxy cho mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên mình sẽ test cái hộp giòn trước, cái hộp sủi oxy trước. Một hộp sủi oxy xài rất là tốt. Mình đang chạy ở chế độ yếu nhất nha. Giờ mình sẽ tăng tốc nó lên, cái độ mạnh nhất của cái máy. Giờ sủi mạnh hơn rồi. Oxy này một dòi nên chỉ sử dụng một cục oxy. Giờ mình sẽ đẩy nó lên hai chiếc cục oxy xem coi công suất máy nó chạy nổi hay không. Ok, hai cục sủi oxy, máy vẫn chạy tốt. Cái đầu cục sủi oxy vẫn test 3 cục sủi oxy xem coi máy nó có thể hoạt động tốt được không, để cho mọi người có một cái sự lựa chọn trước khi mua không. Ba cục sủi oxy. Vậy là với một cái máy sưởi oxy VS248 một dòi, công suất sử dụng tối đa của các bạn sẽ sử dụng được tới 3 cái cục sưởi oxy lận. Thì trong đó hai cục sưởi oxy sẽ xài rất là mạnh, một cái thì nó chạy hơi yếu một tí. Ok, cảm ơn mọi người xem cái video của mình nha.